Đây, Vũ Trí Academy hôm nay để chia sẻ đến cho các em kiểu tóc laptop. Và kiểu tóc laptop thì người Việt Nam, người ta thường gọi là đinh vuông. Đinh vuông là bo cạnh hay giữ cạnh. Trong những cái bo cạnh hay giữ cạnh thì các em phải nhớ dùng cho thầy là nó có ba thể loại tóc. Tóc mây, tóc trung bình và tóc mặn. Và cái tóc của lớp trường ngày nay á, thì thầy sẽ giữ cạnh. Giữ cạnh bên trái bên phải và phía sau là thầy sẽ bo bo tròn cho xíu ha. Khung 1 thì các em phải tính được như thế nào gọi là khung 1. Khung 1 nó khoảng mấy phân. Bởi vì sao cái size tóc đinh vuông này á là nó bay lên tới cái ngôi 2, ngôi 2, 8. Thì thầy sẽ chia cái khung 1 này nó nằm ở vị trí là khoảng 3 đến 4 phần nha. Thì từ cái điểm này lên tới trên ngôi 2 này nó khoảng tới 8, cỡ 8 phần 8 phần cho tới 10 phần. Còn đó thì các em chia là 3 phần là một khung được rồi. Tới khung 2 cũng khoảng 3 phần. Rồi, khung 3 đi 3 phần. Tùy theo nhá, tùy theo thể loại tóc cũng như tùy theo các thể loại mà cái form đầu của họ ở bên đây này nó bị phồng ra nhiều hay ít, đúng không? Các em thấy có nhiều form đầu khác nhau, có người chỗ này nó thẳng lên đẹp lắm, nhưng có người chỗ này nó phồng ra giống như một cái con ốc mó nó nằm đây này. Chuyên gia để chờ rồi mình nhậu quá, nó luộc lên nhậu để lên tới trên này cho nó lỏng vô, đúng không? Bởi vì sao người ta có điều kiện, người ta ăn nhậu nhiều, mỡ nó ăn nhiều. Trong hết thì thôi dễ hiểu nhất ha. Nhưng mà cái khó là nằm trên này. Rồi khung 2 là đi như thế này. Các em thấy không, thầy đang đi khung 2 rồi ha. Khung 2 thì đi mở nửa cành và các em đá lên trên đó. Lên trên các em đá nhẹ ra, nhớ đừng có lụi vô nha, các em lụi vô trong là nó bị mất đi cái độ dừng á, là lát nó dưới cái cạnh không được, dưới cái cạnh vuông không được đâu nha, nguy hiểm lắm á. Bắt đầu thầy sẽ lấy cái form này lên. Lấy thẳng lên giống y như cái vách tường vậy đó, vách tường nhà y như vậy luôn, lấy thẳng lên cho thầy. Em nhớ nha, đó, lấy như vậy chứ không phải đá dày nha, và cũng không phải đá vầy nha. Đó, lên tới đây đá na khác nè, là thấy không? Đó, đi vậy đó ha. Lên các em phải phân định ra là loại tóc này nó là tóc mây, tóc trung bình hay tóc mạnh. Thì các em mới xác định được cái tóc này là có lên hết dưới cạnh cho người ta hay không. Nên phải tư vấn cho người khách này trước, rồi bắt đầu các em hết nha. Thì sợi tóc này mình xác định xuất phát hết chỗ nào trước tiên. Nhớ các em nhớ cho thầy cái điều này nha. Xuất phát hết. Này xung quanh thầy đóng bằng cần đi xong rồi nhá. Bây giờ thầy đóng cần lại để thầy dớt luôn. Nhìn cái cây lược lúc nào cũng phải tập trung vô cây lược. Nó đang bị nghiêng hay không bị nghiêng. Vì đó các em thấy từ trong này vô đây nó rất là nhiều sai lên, không có cái cớ nào giải quyết được cho các em hết á. Nó rất là nhiều sai nên chỉ có cây lược nó mới làm cái độ cân bằng này để xử lý ra cái kiểu tóc lọc không này. Mình đang lấm vô từ cái tóc này á, là các em đứng phía sau thì các em phải nhìn như vậy nè. Còn nếu các em hết ở đây thì các em lại phải hết vậy. Còn nếu mà hết chỗ này thì lại phải đứng ở đây. Và muốn hết chỗ này thì các em lại phải làm như thế nào? Đứng bên này. Các em tròn tay qua. Các em hết vậy. Thì các em mới thấy được là mình cần lấy vô bao nhiêu. Nó mới tính theo từng gen, từng gen, từng ly cho các em. Đó nha, đứng ở đây, mình hết ở đây thì mình thấy nó mới chọn được là cái size tóc này cần phải bò bao nhiêu. Bò
mình thấy được cái mặt phẳng của nó thì từ cái điểm này ra phía sau là còn cái điểm này mình không thấy được. Mình muốn thấy cái độ chuẩn nó đứng cái này, nó này đó mới thấy được cái điểm nó ra vô trong cái giáp đi hay không ha. Đó. Đó nha. Đó là cái kỹ thuật này là lấy cái độ phẳng đó là kinh nghiệm của thầy nhiều năm, thầy rút ra thầy chia sẻ cho các em. Các em nó quá nha các em, vừa phải thôi. Bắt đầu giao tiếp xảy xong rồi nó sẽ hiện ra, nhưng mà không dính nhiều lắm đó, chỉ có sơ sơ vài cái đó là xong, gần xong rồi thầy cầu quyền nữa là xong. Thầy chia sẻ cho các em về cái kỹ thuật cầu quyền. Cầu quyền theo cái cách của thầy đó là thầy đã nghiên cứu và chọn ra những cái thao tác hay nhất, là nó chỉ có 3 thao tác thôi. Phía bên này, nếu đối với những người thuận tay, bên này nó là 3 thao tác, còn bên này thì nó chỉ có 2 thao tác thôi, thao tác thứ nhất và thao tác thứ hai. Rồi đứng bên này á thì các em chồm tay qua, các em chia đôi cái phần trắng ra, bên này chồm tay qua cạnh một nửa từ đây qua tới sau đây. Còn bên này đó thì các em cũng chồm tay qua cả từ điểm này cạnh xuống đây. Đó. Có cái điểm tựa nói cho em 7 á, có thể các em tính được 1 sợi 2 sợi tóc được luôn. Phải tính được cái độ chi tiết như vậy thì cái đường cạo nó mới bắn, nó mới sắc nét. Như chỗ này á, thầy không có cái điểm tựa, thầy không có lấn vô, không dám lấn vô nhiều. Nhưng mà dựa vào cái ngón này là thầy lấn vô được này. Thầy muốn vô bao nhiêu được thoải mái luôn. Thấy không? Nó có điểm tựa vì mình bảy mà. Nó nhiều cái đòn bảy không bao giờ nó chạy lố tới 2 phân, tới phân rưỡi. Mà nó chỉ chạy chừng có mấy ly thôi, 1 ly, 2 ly, 3 ly. Vậy đó nha, cái độ control mình như vậy mà nó đâu có chạy nhiều được. Và các em cạo xuôi xuống rồi cho nó thành ra cái khung, ra cái đường rồi bắt đầu các em lật dao lại tới cái thao tác thứ hai. Đây là thao tác thứ hai, còn đây là thao tác thứ nhất, thao tác thứ hai. Quay dao lại, cạo ngược lên. Lấy hết chân đi thì nó sẽ nổi lên cái điểm cạo sắc nét. Lấy dao lại nè ha. Quay qua đây nửa vòng, bung dao ra, đập xuống dưới đây, cạo như thế này thì nó là thao tác thứ ba. Rồi nhiều tóc, lóc tóc này.